Ok. Lắc 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 áo đỏ đồ kệ tớ đi cậu, kệ tớ đi bạn Hưng à. Thôi chúng ta lại tiếp tục lên lên sao nào anh em nào. Rồi xong rồi, no hope rồi. Tôi đang chỉnh lại coi tại sao nó lắc này. Tôi đang cố gắng sửa lại cho anh em này. Ôi, Zuka đâu ra vậy? Thôi về anh em à, không lại heo ăn. Sao lắc vậy ta, bên bên đỏ lòm vậy? Sao dạo này kỳ vậy ta? Sao mọi thứ nó cứ lạ 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 cái gì vậy ta? Không hiểu sao nó cứ lắc 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 lắc, khó chịu thật. Công nhận bên Facebook Live lắc hơn bên bên YouTube nhiều luôn ấy, nó ngố dung lượng ghê hơn bên YouTube. Hừ, tóc biến con trai. Lên núi ở lát Please đừng lát anh ơi, cho em leo răng lên 30 sao cái anh ơi. Bạn bè cứ hỏi em tại sao mày ở dưới này hoài này. Nhiều lúc cảm giác pin nó hơi lát anh em à. Nấp 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 đi nghe xong cái này coi. Click to sing. Không cần kinh. Ê lắc. Cái gì vậy trời? Ám thế không hiểu được. Không, cái này là lắc là do liên quân á mấy ông à. Lắc cho liên quân ấy. Nó lắc ấy anh em à. Bà Mina bà rướng quá. Foe, all serve their function.
Một nhảy nữa. Tuyệt vời. Cảm giác sao nó cứ đi lại vậy, sao nó cứ lắc vậy? Hay lắm bạn gái à. Bắn được có 1000 đam mà ta yếu rồi ta. Mấy ông nào có hiểu được cái cảm giác mà chơi Liên Quân mà nó lắc không? Cảm giác hơi thốn. Và giờ tôi sẽ cầm tu len vô giải tôi đánh cho mấy ông coi. Tôi đang hai. Cho mấy biết được, cho mấy ông biết được sự lợi hại của tu len. Giờ là team mình sẽ đi ăn rồng. Tôi 2k9 đúng không? 2k9 xanh bằng con Teonat. Bà nội mày con điên này đâu ra vậy? Ê Liliana kìa, Liliana kìa. Trời ơi nhanh vậy, bén vậy, tinh vi vậy. Truyền thuyết không? Pura đánh tốt vậy. Build build à? À Phan đánh build. Phan and build. Pin nóng nó lắc, đâu có đâu. Không, nè, tôi rút sạch pin ra cho mấy ông coi luôn này, đấy. Rút sạch pin ra rồi nhá. Pin sao nóng được, 8 lết mà. Yeah. Trời ơi, nhẹ nhàng. Cứ nhấp cái anti là có ông mạng, nhấp cái anti là có ông mạng kiểu này thì sướng nha. Tôi xanh hơn Murat luôn. Tốt nhất mấy ông là mid, mấy ông farm nhiều vào. Bây giờ cái meta là mid xanh thôi, không phải là rừng xanh đâu. Không không không, tôi 4k rưỡi mà ông rừng vẫn 4k7 thôi không? Đó, như vậy team mình nó mới ổn. Với 5k. Ô mình cũng xanh mà, mình xanh hơn thằng rừng bên kia là được rồi. Không bị thọt tiền là chơi được. Mid bị thọt tiền khó đánh lắm. Đây team nó ba thằng trên kia vậy, con gấu sẽ ở gần đây. Gì ba. Ủa còn đứa nữa rồi ta, đây. Cái đầu xanh rau muống rau má đó. Trời ơi. Đầu xanh nước cũng chừa nó vậy mà không chết kìa. Ồ, ông Murat đánh tốt ghê. Nhường hết bùa luôn, đánh tốt thật.
Tối giờ tôi gặp đúng ông Murad anh hay. Tuyệt vời. It is the space around me that moves. Mà ông đừng farm mid của tôi Murad là kỳ lắm. Save Scud. This solar system is most peculiar. Let's set up an ambush. Cái đầu xanh nó nấp dậy mà không đứa nào chết thì cơ bản là mỗi thằng dồn một thằng, tôi thì dồn con Liliana, mấy đứa kia thì đi dồn con Krisnak, mà con Krisnak thì nó cũng không trâu lắm đâu, nhưng mà dồn con kia thì dễ chết hơn. Trời ơi, quả cầu dí dai vậy ba. Úi trời ơi, mẹ đau. Đau quá ba má ơi, đau. Thú đến rốn luôn. Nhanh lắm, bén lắm, thanh niên đó lanh lắm. Trời ơi, Valet 060. Thế là có ông Murad gánh phụ chứ không game này chắc cũng khóc. Để mở lên coi chữ lộn coi. Mẹ mày điên, mày điên mày. Đánh AD không ai bảo kê. Ai rảnh mà đi, mày đi bảo kê mày. Bít AD chi rồi kêu cần người bảo kê. Sai. Dút lộn. Dút về sau không dút, dút là trước. Chết. Lại thả cảm xúc. Xui. Khởi động lại máy rồi chi tiết vậy mới. Anh vừa chơi vừa sạc pin. Anh chết lúc nào anh không biết luôn đó anh Chan ơi. Đau quá. Anh đâu sạc ở đâu. Hết sạc rồi. Hello Trung Ca nha. Hello mọi người nha. Kênh Bé Chan TV không phải của anh phải không? Đúng rồi nhá, cái đó kênh fake nha anh em nhé. La 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 la. Hai trận nữa chúng ta sẽ lên được 30 sao. Cố lên anh em ạ. À.